Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chiếu sáng như đuốc, đứng trên lời Chúa trong Philip chương 2 câu 14 đến câu 16. Phàm làm việc gì chớ nên làm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không viết, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng, chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Cột gốc của bài học: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không viết, không tỳ, không chỗ trách được, lại dưới dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết cơ đốc nhân cần phải sống thế nào giữa thế gian này? Theo đuổi lối sống này sẽ nhận được những kết quả nào? Chúng ta có những cam kết nào? Kính thưa quý vị, bên cạnh những thái độ cần tránh trong câu 14, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những mạng lệnh tích cực cơ đốc nhân cần theo đuổi khi sống giữa thế gian. Thứ nhất, đối với chính mình, cơ đốc nhân phải nên con cái của Đức Chúa Trời, không viết, không tỳ, không chỗ trách được. Không phải những ai không lầm bầm và cãi cọ với Chúa trong quá trình nên thánh thì mới được làm con cái Chúa. Nhưng vì chúng ta đã được cứu rồi, thì đừng lầm bầm và cãi cọ với Chúa trong quá trình nên thánh nữa, để trở nên những con cái như ý muốn Đức Chúa Trời. Trước hết là không viết, nghĩa là không chỗ trách được, không sai sót. Ông lặp lại ý tưởng này ngay sau đó, khi nhấn mạnh chúng ta phải không chỗ trách được. Cơ đốc nhân phải nhắm đến mục đích không sai sót về thuộc linh hay đạo đức, để người đời không thể chỉ trích đời sống đạo đức của chúng ta. Tiếp đến là một đời sống không tỳ, nghĩa là nguyên chất, thuần khiết. Sống giữa thế gian, nhưng cơ đốc nhân không được thỏa hiệp với những quan điểm giá trị và đạo đức sai lạc của thế gian. Thứ hai, đối với thế gian, cơ đốc nhân cần phải chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đuốc là từ ngữ được dùng để chỉ về mặt trăng hay các ngôi sao. Những lữ khách lạc lối trong đêm tối cần ánh sáng mặt trăng và ngôi sao thế nào, thì thế gian này cần ánh sáng của Chúa phản chiếu qua cơ đốc nhân như vậy. Chúng ta không sống giống thế gian để được thế gian chấp nhận, nhưng phải chiếu sáng, dẫn đường cho thế gian bằng cách giữ lấy đạo sự sống. Chúng ta soi sáng thế gian nhờ có đạo sự sống, sống với đạo sự sống và rao truyền đạo sự sống. Điều cơ đốc nhân đem đến cho thế giới này không phải là đạo, mà là đạo sự sống. Thứ ba, đối với hội thánh, câu 16, Sứ đồ Phao-lô đã đổ cả cuộc đời mình ra, hy sinh mọi sự vì Chúa và hội thánh. Ông đã kinh nghiệm được giá trị thật, niềm vui thật, sự bình an thật, và giúp nhiều cuộc đời khác biết Chúa. Chính đời sống như thế là sự khích lệ, chúc phước và phần thưởng của hội thánh. Philemon câu 7, Giăng 3 câu 3 và câu 4. Sống giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, con dân Chúa không tránh khỏi sự bắt bớ, xa lánh của người đời. Chúng ta không đối phó bằng phản ứng chống trả, nhưng cứ giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, để vượt qua thách thức và giúp cho nhiều người nhận biết Chúa qua nếp sống của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con sống cuộc đời xứng đáng với tin lành. Qua đời sống của con đang mỗi ngày giống Chúa hơn, sẽ giúp những người chưa được cứu có cơ hội biết đến Chúa và đến với Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến,
chúng ta có sẵn sàng để được Chúa dùng chiếu sáng cho nơi mình đang sống không? Chiếu sáng như đuốc thế gian, giữ đạo sự sống tỏa lan ân hồng, không tì vít sống sạch trong, phúc âm rao báo hết lòng việc cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.